chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Số hóa tuyên truyền bầu cử, chống dịch toàn diện. Cử tri miền núi Nghệ An gửi chọn niềm tin trong từng lá phiếu. Người dân Bắc Giang vững tin giữa tâm dịch. Kính thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo thông tin thông suốt kịp thời phục vụ quá trình theo dõi và chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cả nước diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021, Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông báo 5 số điện thoại để tiếp nhận thông tin báo cáo nhanh về bầu cử từ các địa phương. Theo đó, số điện thoại tiếp nhận thông tin bầu cử các tỉnh An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau là 080-41-808. Số điện thoại liên hệ đến các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Cao Bằng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội là 080-419-95. Người dân ở các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai có thể liên hệ số điện thoại 080-41-937 để thông tin về hoạt động bầu cử. Số điện thoại tiếp nhận thông tin bầu cử các tỉnh Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sóc Trăng là 080-41-453. Người dân các tỉnh Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái và Thành phố Hồ Chí Minh có thể liên hệ số điện thoại 080-41-837 để phản ánh về hoạt động bầu cử. Góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức đoàn đã có những cách làm sáng tạo thiết thực. Những ngày này để thu hút thanh niên, cử tri trẻ tích cực tham gia bầu cử, gắn với tuyên truyền thông điệp bầu cử trách nhiệm chống dịch toàn diện. Thành đoàn Hà Nội có những cách làm hiệu quả, số hóa hình thức tuyên truyền bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh tại thủ đô đang có những diễn biến phức tạp. Ngay tại trụ sở cơ quan Thành đoàn Hà Nội, bộ mã QR tuyên truyền bầu cử và QR khai báo y tế cho khách đến liên hệ công tác được bố trí ở cổng ra vào cơ quan. Mã QR này giúp khách đến liên hệ công tác khai báo y tế nhanh chóng thông qua scan bằng camera trên điện thoại hoặc qua ứng dụng Zalo. Toàn bộ thông tin tuyên truyền infographic về quy trình bầu cử, clip nhảy cổ động, tuyên truyền bầu cử gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được tích hợp trong bộ mã QR này để cung cấp thông tin cho những cử tri trẻ hiểu thêm về trách nhiệm, cách thức bầu cử. Thay vì là phải đi tìm kiếm những cái thông tin từ nhiều nguồn báo hay là nhiều nguồn khác nhau thì có thể là tìm kiếm được ngay ở tại một nguồn và trong cái mã QR đó thì tích hợp tất cả những cái thông tin cần thiết. Là lực lượng sẽ góp sức hỗ trợ công tác bầu cử trong những ngày cao điểm sắp tới, Thành đoàn Hà Nội cũng tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các vật phẩm hỗ trợ công tác phòng chống dịch để sử dụng tại các điểm bầu cử như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, máy đo thân nhiệt. Kết hợp với Thành đoàn cũng Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội, Hội Kiểm tra Hà Nội ủng hộ số lượng 9.000 khẩu trang, 23 máy đo nhiệt độ cùng với 23 cái chai nước rửa tay ủng hộ các cái điểm bầu cử của các cái quận huyện trong thành phố. Bầu cử thì là một ngày hội non sông, là cái sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của dân tộc. Thế cùng với đó thì chống dịch là cái nhiệm vụ cấp bách và thường xuyên. Thế chính vì vậy chúng tôi lan tỏa cái thông điệp là bầu cử trách nhiệm và chống dịch toàn diện trong toàn thể đoàn viên thanh niên thủ đô cũng như các cấp bộ đoàn, để thông qua đó lan tỏa rồi là xây dựng rồi là thiết kế các cái mô hình công trình phần việc cũng như là các cái việc làm thực sự ý nghĩa. Để lan tỏa những hình ảnh đẹp và cổ vũ thanh thiếu nhi, nhân dân thủ đô hướng về ngày bầu cử, đồng thời phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, không bằng hình thức trực tiếp mà Thành đoàn Hà Nội đã phát động và lan tỏa thử thách nhảy, bầu cử trách nhiệm, chống dịch toàn diện trong các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên thủ đô. Với hơn 50 bài dự thi tham gia, thử thách đã góp phần tạo không khí hào hứng, phấn khởi hướng về ngày bầu cử. Với các mô hình phần việc sáng tạo được Thành đoàn Hà Nội triển khai đã góp phần thực hiện nhiệm vụ kép, tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử và quyết liệt trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Còn tại Nghệ An, gần 43.000 cử tri là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú, Đan Lai
tại các xã miền núi biên giới thuộc 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông đã hăng hái tham gia bầu cử sớm Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây thực sự là ngày hội của người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Đúng 7 giờ tại khu vực bỏ phiếu bản Hồi tổ 1, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, trong các bộ quần áo truyền thống rực rỡ của dân tộc Thái, bà con đã tập trung đông đủ để thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. Cử tri được phát khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách chờ đến lượt bỏ phiếu. Em thấy là rất là vui và phấn khởi khi được tự mình đi đi lấy phiếu và bỏ phiếu, được lựa chọn những người ưu tú để mà cống hiến cho đất nước của mình. Tỉnh Nghệ An có 207 khu vực bỏ phiếu sớm thuộc 29 xã miền núi biên giới. Nhờ làm công tác tuyên truyền, nhận thức trong đại bộ phận cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao. Tại các khu vực bỏ phiếu, người dân cũng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Công tác bầu cử là đúng theo trình tự hướng dẫn của cấp trên, nhất là về công tác phòng chống dịch, sát khuẩn này, đeo khẩu trang này, nhân dân là thực hiện rất là đúng theo quy trình. Để ngày bầu cử sớm thật sự là ngày hội của toàn dân, Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An đã phân công các thành viên trong ban chỉ đạo tỉnh, huyện về tận xã miền núi biên giới để nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo công tác bầu cử và xử lý kịp thời những phát sinh có thể xảy ra trong quá trình bầu cử. Gửi chọn niềm tin trong từng lá phiếu, đến 10 giờ ngày 21 tháng 5, công tác bầu cử tại 207 khu vực bỏ phiếu ở 29 xã miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An đã cơ bản hoàn thành. Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban bầu cử huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Con Cuông hoàn thiện bầu cử sớm theo quy định của luật bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu tiến hành rà soát danh sách các cử tri đi bỏ phiếu, dùng hòm phiếu phụ đến tận nhà các cử tri tàn tật. Tại tỉnh Lai Châu, không khí của ngày bầu cử đã rộn ràng, mọi người dân đã sẵn sàng đi bầu cử. Những ngày này trên các tuyến phố phường, các trục đường trung tâm huyện, thành phố hay những nẻo đường ở mỗi bản làng, vùng quê của tỉnh Lai Châu đều rộn ràng không khí hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Bản Tổng Pịt có 229 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và Khơ Mú. Sát đến ngày bầu cử, mọi người thường tập trung tại nhà văn hóa của bản với tâm trạng phấn khởi, háo hức chờ đến ngày 23 tháng 5. Lần đầu tiên em được đi bầu cử, em rất hồi hộp và tự hào. Em mong muốn những người chủ trương cử khoa mới sẽ giúp bà con dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Khơ Mú, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Do đặc thù tỉnh Lai Châu là địa bàn có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, nhất là ở các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Than Uyên. Do đó, công tác tuyên truyền đã được chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm và tổ chức từ rất sớm với nhiều hình thức, bằng nhiều ngôn ngữ để đảm bảo các nội dung tuyên truyền đến được với mọi người dân. Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án để đối phó với vấn đề thiên tai, đặc biệt là đối với cái vấn đề phòng chống Covid. Đảm bảo làm sao cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn của Lai Châu một cách an toàn, thành công và đúng theo quy định của luật. Tỉnh Lai Châu có hơn 274.000 cử tri, hai đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, hơn 640 điểm bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp. Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cho ngày bầu cử trong toàn tỉnh diễn ra an toàn và thành công. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, làn sóng COVID-19 thứ tư bùng phát trên diện rộng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Do đó, sau hai đợt giảm giá điện, tiền điện, Bộ Công Thương đang tiếp tục xem xét báo cáo chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện đợt 3, nhưng không gây áp lực tăng giá điện năm sau. Theo đó, việc hỗ trợ giảm giá điện bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, miễn giảm tiền điện cho các cơ sở được cách ly để tập trung, khám bệnh tập trung cho bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã nhiễm COVID-19 theo danh sách được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Tại Bắc Giang, các ca nhiễm không ngừng tăng trong những ngày qua. Tính đến sáng ngày 22 tháng 5, đã có gần 800 ca dương tính, hơn 10.000 trường hợp phải cách ly tập trung, nhiều địa phương phải thực hiện phong tỏa, giãn cách. Tuy nhiên, với những hoạt động chi viện kịp thời từ Trung ương và các tỉnh thành lân cận, người dân địa phương vững tin nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Khung cảnh vắng lặng, khác xa ngày thường tại thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Không buôn bán, tụ tập, người dân thị trấn triệt để thực hiện chỉ thị giãn cách. Tất cả những người dân, người ta cũng là chấp hành rất là tốt. Tất cả mọi cái hàng quán rồi các thứ là các anh thấy là có người ta đóng cửa không buôn bán nữa. Và tất cả mọi gia đình đều giãn cách tốt, nhà nào cũng ở nhà đấy. Kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thị trấn là giải pháp cấp thiết lúc này. Để giảm tải cho lực lượng chức năng, người dân Nánh đã chủ động cắt cử, luân phiên canh giữ ở nhiều chốt kiểm soát. Các chốt này là trên 24/24 là lúc nào cũng có mặt ở chốt để không cho người dân qua lại ở đâu ở chỗ đấy. Trừ bất đắc dĩ bảo là đi mua những thứ cần thiết thì cho ra vào, nhưng mà cũng phải có cái kiểm tra chặt chẽ. Không chỉ riêng thị trấn Nánh, toàn tỉnh Bắc Giang hiện cũng đang tập trung cao độ cho cuộc chiến với dịch bệnh. Cơ sở vật chất y tế cũng được cải thiện khi nhiều bệnh viện dã chiến đã được thiết lập. Vừa rồi có thể nói là trong những ngày vừa qua, thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành của Trung ương, đặc biệt là Bộ Y tế, rất là quan tâm cử đoàn công tác và các đồng chí trong đoàn công tác, các chuyên gia và có thể nói là đã hỗ trợ Bắc Giang rất là tích cực, chỉ đạo rất là cụ thể, mà họp cả đêm, họp đến 11, 12 giờ đêm, thì chúng tôi thấy là và có cái chuyển biến rất là tích cực. Các ca nhiễm tại Bắc Giang không ngừng tăng trong những ngày qua, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền, sự chung tay, hỗ trợ từ các đoàn thể trung ương và địa phương, người dân nơi đây vẫn vững tin đẩy lùi dịch bệnh. Còn tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, hàng trăm y bác sĩ, lực lượng công an quân sự biên phòng từ các tỉnh huyện lân cận đã tập trung về xã Sipafin để kiểm soát chống dịch COVID-19. Họ là những người ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, huyện Nậm Pồ luôn nỗ lực đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt, chăm lo cho đội ngũ tuyến đầu. 73 cán bộ nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và các huyện Mường Nhé, Mường Trà, Mường Lai đã kịp thời có mặt tại ổ dịch Sipafin ngay sau khi địa phương này ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Ngày đầu đến thực hiện nhiệm vụ đã có không ít y bác sĩ trải qua những phút nghỉ ngơi hiếm hoi trong cảnh màn trời chiếu đất. Tuy nhiên, ngay sau đó, huyện Nậm Bồ đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về nơi ở, sinh hoạt, giảm bớt phần khó khăn cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch. Sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, đặc biệt là sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ thì cũng đã giúp chúng tôi là tổ chức hai cái điểm ăn nghỉ cho cán bộ. Ngoài ra thì huyện cũng đã hỗ trợ phần ăn uống sinh hoạt cho cán bộ. Cái vấn đề ăn uống tuy nó không được như ở trong nhà, nhưng mà vẫn được một sự quan tâm của các cấp đảng ủy chính quyền tại địa phương cũng như các cơ quan đoàn thể hỗ trợ về vấn đề ăn uống. Nơi ngồi nghỉ cái thứ thì chúng tôi cũng có được một cái chăn, cái màn. Điều đó thì giúp chúng tôi yên tâm, cũng giúp để phòng chống COVID tại cơ sở này. Cùng với việc chỉ đạo phòng chống dịch, huyện Nậm Bồ đã thành lập các tổ hậu cần song song với thành lập các khu cách ly. Tại mỗi khu cách ly đều bố trí lực lượng phục vụ từ 5 đến 7 người phụ trách nấu ăn cho công dân đang thực hiện nhiệm vụ cách ly và đội ngũ làm công tác chống dịch. Việc bố trí nơi ăn ở cho lực lượng hỗ trợ huyện chống dịch bước đầu đã đáp ứng được nhu cầu tối thiểu. Chuyên nghiệp chúng tôi cũng biết rằng là các đồng chí là về ở trong lực làm được nhiệm vụ trong cái khu cách ly là hết sức là vất vả. Về trong quá trình tổ chức thực hiện vụ, các đồng chí phải trực cả ngày cả đêm rồi để là bảo đảm cái khu cách ly. Đấy, thì anh em chúng tôi cũng đã hết sức là nỗ lực là gánh vác một phần trọng trách cũng như công việc là của tổ phục vụ và sẽ bảo đảm phục vụ là cơm chín nước sôi đến tận nơi. Đối với các đồng chí là cũng là nguồn động viên để các đồng chí đó là hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà của mình bảo đảm trong quá trình tổ chức là thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly. Tuy việc đảm bảo các điều kiện về nơi ăn ở sinh hoạt từ phía huyện Nậm Bồ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch chưa phải là tốt nhất, song trong điều kiện của xã còn nghèo, huyện còn khó khăn, thì đây đã là nỗ lực của cấp ủy chính quyền nhân dân, các tổ chức cá nhân thiện nguyện cùng chung tay thực hiện.
Trước diễn biến của dịch bệnh, nhiều địa phương đã tăng cường tổ giám sát cộng đồng, lập chốt kiểm dịch. Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã kích hoạt tất cả 54 tổ giám sát cộng đồng để tăng cường công tác phòng ngừa, truy vết, theo dõi cách ly các trường hợp F1, F2 nhằm ngăn ngừa có hiệu quả dịch bệnh, góp phần cho ngày bầu cử sắp tới thành công tốt đẹp. Tổ giám sát cộng đồng sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ chặt chẽ quy tắc 5K, nhất là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Mặt khác, công tác khoanh vùng, truy vết cũng được triển khai quyết liệt, đúng quy định nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đồng thời yêu cầu tất cả các ngành, các cấp và người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là bởi có thể vẫn còn mầm bệnh hoặc trường hợp F1, F2 lọt ra ngoài cộng đồng. Hiện tại, các tổ giám sát cộng đồng đang tiếp tục phối hợp cùng chính quyền và các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý đối tượng sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly theo quy định và trở về nhà nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình Nhìn từ Phố Hiến với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành thông báo tạm dừng hoạt động tuyến xe khách đường dài đi đến các vùng có dịch và ngược lại. Trong đó, tỉnh yêu cầu tạm dừng hoạt động tuyến xe khách đường dài đi đến các vùng có dịch và ngược lại. Tỉnh Ninh Bình cũng khuyến cáo người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị không đi ra ngoài tỉnh, đồng thời thực hiện hạn chế các hoạt động tập trung đông người tại các địa điểm như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán bia, chỉ được tiếp nhận số lượng khách không quá 50% số bàn hiện có. Giữ khoảng cách tối thiểu 2m, một bàn không quá 2 người, các bàn có tấm chắn ở giữa, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cho khách hàng. Nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang khi làm việc, thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 20 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Đội quản lý thị trường số 14 của Quản lý thị trường Hà Nội vừa phát hiện một lô hàng nước sát khuẩn tay có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên địa chỉ tổ chức cá nhân sản xuất hàng hóa, giả mạo số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị Y tế An Sinh. Đáng chú ý, vỏ chai có dán xác thực chống hàng giả với các mã số tem vạch đầy đủ. Lực lượng chức năng đã làm việc với đại diện đăng ký và phân phối nhãn hiệu Azirup. Sản phẩm bị thu giữ có dấu hiệu giả mạo từ chỉ dẫn tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa, mã số đăng ký lưu hành đối với sản phẩm Azirup của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thiết bị Y tế An Sinh. Tuy nhiên, màu sắc của hai sản phẩm có sự khác nhau. Sản phẩm thật có màu cam nhạt, còn sản phẩm có dấu hiệu giả mạo có sắc cam đậm nét hơn. Những ngày qua, việc đi lại của người dân tại cụm công nghiệp Phú Lâm, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trở nên khó khăn hơn khi tuyến đường giao thông trong cụm công nghiệp này bị ngập nước, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trong tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay. Mặc dù trời đã không có mưa từ nhiều ngày nay, nhưng tuyến đường giao thông tại cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vẫn bị ngập nước. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các doanh nghiệp xả trộm nước thải ra môi trường. Nhiều ngày nay, người dân trong khu vực phải sống chung với ô nhiễm, trong khi dịch bệnh tại các khu công nghiệp thì vẫn đang diễn biến khó lường. Là vừa rồi bắt đầu không cho thải ra sông ấy, thì bắt đầu mới vào đây cũng khoảng độ chục ngày nay rồi, chục ngày hơn chục ngày. Đấy, bắt đầu không cho thải ra sông Ngũ Huyện Khê thì bị có mấy lần nước tràn, cũng có một lần nước tràn là ao này cũng bơm rồi, cũng lâu rồi. Đấy. Thế còn đi ra bác kia ở trong cái đất công nghiệp ngày xưa thì dân ở đây thì chấp nhận cho khu công nghiệp thì nói chung là thôi thì nói chung là sống quen với lũ rồi, nó quen rồi. Không chỉ xả nước thải ra tuyến đường giao thông, các cơ sở sản xuất ở đây vẫn bất chấp những quy định của pháp luật, ngang nhiên xả thải ra môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Để giữ an toàn cho ao cá của nhà mình, ông Lưu Quang Lợi ở thôn Đông Phù, xã Phú Lâm đã phải đắp bờ ao thật cao để ngăn nguồn nước ô nhiễm không tràn vào ao cá. Mới đây, chỉ trong thời gian ngắn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ra 7 quyết định xử phạt và đình chỉ các doanh nghiệp vi phạm trong lĩnh vực môi trường. Đây được đánh giá là động thái tích cực của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong việc giải quyết những điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Thời gian qua, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều động thái mạnh tay, xử phạt nhiều doanh nghiệp với số tiền hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, bất chấp những quy định của pháp luật, những doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên xả thải ra môi trường, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sức khỏe của nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.